Hello các bạn. Bữa nay mình sẽ chỉ cho các bạn những ai làm YouTube về cái cách làm video để post lên YouTube một cách nhanh, gọn lẹ và dễ dàng nhất. Các bạn biết cái thời gian vừa rồi tôi ở Việt Nam. Tôi post tới ba mươi mấy cái clip. Các bạn biết là có mỗi ngày tôi post một cái, mỗi ngày post một cái, có khi một ngày post hai cái luôn. Tại sao tôi làm được nhanh như vậy? Đó, mà trong khi tôi đâu có thời gian nhiều đâu. Nếu như làm mà theo đúng cái bài bản á, là các bạn phải quay xong rồi bỏ vô máy vi tính, phải chỉnh sửa lại, phải cắt bỏ này kia kia nọ mới post lên YouTube thì nó mới đúng bài bản và nó rõ ràng, nó đẹp hơn. Tuy nhiên tôi không có thời gian. Mà các bạn thấy những cái video của tôi quay cũng tương đối ok, nó cũng rõ chứ đâu đến nỗi tệ đâu các bạn. Đúng không? Thì giờ trước tiên á, các bạn cần tìm cho mình một cái điện thoại cho thật là tốt, quay phim cho thật là rõ càng tốt nha các bạn. Như đây là cái iPhone X tôi mua lâu rồi, tôi mua từ lúc mới ra luôn đó. Thì tôi xài tôi thấy nó quay phim rất là rõ. Thì bữa nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn làm về cái YouTube mà như thế nào bằng trên một cái điện thoại duy nhất mà các bạn có thể quay phim, chỉnh sửa và post lên YouTube ngay lập tức luôn, trong vòng có khoảng chừng vài phút thôi là có một video liền. Đó. Đây, ở đây một cái iPhone X nha các bạn. Thì trước tiên thì các bạn cần phải thì các bạn cần phải có cái phần mềm của cái app của YouTube nè. Các bạn thấy không? Các bạn chỉ cần vô App Store các bạn download về thôi. Thì trước tiên phải download những cái đó về nha các bạn. Thì ai làm YouTube mình người ta sẽ biết rồi, biết rõ rồi. Bây giờ mình sẽ vô, ví dụ như mình vô vô đây thì mình sẽ tìm một cái app app của nó là YouTube nè. Ok, nè. Rồi thì bạn sẽ download cái YouTube này về ha. Ok, download này về. Rồi download cái này xong thì tiếp tục bạn sẽ download thêm cái chữ Y chữ T nè, Studio nè, YT Studio nè. Đó là cái phần mềm này nó quản lý về những cái thông tin của cái kênh của mình ha. Download thêm cái này nữa, một cái YouTube và cái I chữ Y chữ T Studio. Ok, mình bấm cho các bạn coi nha. Bạn nhớ nha, bây giờ cái vô ai mà không nhớ thì có thể coi lại. Bấm chữ Y chữ T khoảng cách ra Studio nè. Đó. Thấy không? Rồi bạn download cái này về là cái thứ hai. Rồi sau đó thì bạn muốn cái phone của bạn, cái điện thoại của bạn mà quay thiệt là rõ, các bạn phải vô cái mục cài đặt. Tuy nhiên tôi chỉ về vấn đề iPhone thôi nha, tại vì Samsung thì tôi không có xài cho nên tôi không có rành. Thì bây giờ tôi chỉ làm iPhone mà tôi chỉ iPhone cho các bạn coi thôi. Ok, thì các bạn chú ý nha. Đây là cái bạn vô cái mục muốn quay phim cho rõ thì trước tiên bạn phải vô cái mục setting. Tôi xài tiếng Anh nha. Setting thì bạn sẽ vô cái mục ngay cái mục camera. Đây nó có cái mục camera nè. Bấm vô đây. Và bạn chọn cái chế độ record nè, có nghĩa là quay phim á, chọn cái chế độ quay phim và coi như là sắc nét nhất nha. Nè, record video nè. Như cái máy của mình chọn quay phim là 4K 60p FPS là cái gì đó. Mình chọn vào cái mục cuối cùng là có nghĩa là cái chế độ quay phim cực kỳ sắc nét và cực kỳ rõ ha. Mình chọn như mục này thì cái những iPhone của các bạn á, bạn chọn vô cái mục cuối cùng bất kỳ iPhone nào thì nó sẽ là quay phim sắc nét nhất, nhớ nha. Rồi khi bắt đầu mình tiếp tục quay, bắt đầu mình quay phim rồi, các bạn nên lưu ý một điều là các bạn phải cầm cái điện thoại nằm ngang như vậy nha, chứ đừng có quay dọc như vậy. Khi mình quay dọc như vậy á, mình lên TV á thì ở trên TV hoặc là trên điện thoại á, nó sẽ còn có nửa khung hình thôi, nó không có hết được cái TV. Ví dụ bạn quay như vậy á thì cái TV ở đây là màn hình TV thì nó sẽ hết nguyên cái màn hình TV luôn. Còn nếu mà bạn quay như vậy á thì cái TV nó chỉ có phần nửa thôi, cái khung hình của bạn quay nó chỉ có nhiêu đây thôi, còn hai bên đây là màu đen nha. Nhớ nha các bạn, khi mình quay phim mình có quay có điện thoại nằm ngang, bất kỳ cái điện thoại nào Samsung cũng vậy, chọn qua cái mục video. Bạn muốn chắc chắn là nó đã nằm ngang hay chưa thì các bạn coi cái vị trí của những cái chữ này nè, nó đang nằm ở vị trí trên đầu, tức là đang nằm ngang đúng vị trí. Còn nếu mà nó nằm như vậy là nó sai vị trí nha. Thấy chưa? Các bạn thấy những cái chữ nó đã hiện lên trên đây rồi nè. Đó, đôi khi nhiều bạn cũng bị sơ sót. Ví dụ như đang đang về cái quay ngang hoặc vậy mà không không có kịp chỉnh á thì nó vẫn sẽ nằm ở vị trí, những cái chữ này nằm vị trí trên đây là nó sai nha. Nhớ nha, cái vị trí nằm như vậy hoặc bạn quay phim. Ok. Khi các bạn quay á, ví dụ như bạn quay cái cảnh này 30 giây, 1 phút, cảnh kia 1 phút, cảnh nọ 2 phút, cảnh cảnh kia là 2 phút, 4 phút, ví dụ là tổng cộng bạn quay khoảng 6 7 cái video ha. Rồi, bạn phải cần có một cái phần mềm để ghép những cái video đó lại. Ok. Thì bây giờ tôi đã chuẩn bị trước rồi. Tôi đã quay cho tôi một cái video rồi và tôi chuẩn bị post lên YouTube đây, và bây giờ tôi sẽ thao tác và tôi sẽ
post lên YouTube cho các bạn coi ngay ngay bây giờ luôn để các bạn tự dễ hiểu nha. Ok, bây giờ mình vô cái mục video của mình. Một video của mình là mình có ở đây là hồi nãy sáng tôi có quay là tổng cộng là một cái, hai cái, ba, bốn, năm, sáu, bảy cái ha, bảy cái. Rồi bây giờ tôi sẽ kèm thêm một vài cái nữa để cho nó đủ 10 phút và chơi 10 phút. Tôi sẽ kèm thêm cái này. Ok, bây giờ nè, tổng cộng là chín cái video nhỏ 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 này các bạn thấy không, thì các bạn cần phải có một cái phần mềm ghép nó lại. Ok, thì tôi sẽ chỉ cho bạn cái phần mềm đó là phần mềm này, iMovie nha, nhớ nha, iMovie nè. Các bạn vô App Store nha, vô App Store bấm vô mục search tìm kiếm nè, bấm chữ Y ngắn nè, M O V I E, ok, nó ra iMovie nè, bấm vô thì nè các bạn có hình ngôi sao này nha, nhớ nha, download cái đó về, mình đã download sẵn rồi, bây giờ mình sẽ mở nó vô cho các bạn coi nè. Rồi mình sẽ ghép những cái video lại cho các bạn coi nha. iMovie nè, bấm vô. Ok, bấm vô dấu cộng. Ở đây nó có chữ movie nè, bấm vô movie. Đó, bây giờ bạn sẽ chọn những cái video mà bạn đã quay sẵn. Ok, bây giờ mình sẽ chọn nè, theo thứ tự nha, bạn muốn cái nào lên trước thì các bạn bấm nó trước. Ví dụ mình muốn cái này lên trước, bấm nó thằng này trước. Mình muốn cái này lên sau, bấm thằng này sau. Ok, vậy thì mình sẽ làm theo cái ý của mình là mình muốn cái nào trước cái nào sau, thì mình sẽ sắp xếp nó theo thứ tự là mình muốn như thế nào. Ví dụ như cái đoạn nào mình muốn lên trước, đoạn nào muốn lên sau. Đây là hình chiếc xe của mình nè. Ok, và bây giờ mình sẽ bấm ghép lại hết những cái video mình quay hết chắc nhắc, mình thích cái nào mình bấm đó thôi. Mình sẽ bỏ không bấm xe nữa, mình sẽ bấm cái này là cái này trước nè, cái hình đầu tiên của video là cái này trời nó phát trước nè, cái này kế tiếp nè. Rồi tiếp tục mình sẽ bấm cái này. Rồi nó tổng cộng nó có 14 phút nè, ở đây nó ghi nè, 9 item là có nghĩa là 9 cái file khác nhau nè, 14 phút nè, bấm vô. Rồi sao xong rồi bấm done đó. Rồi bây giờ nó ra vậy đúng không, thì bấm vô cái mục mình hình cái vuông có mình hình mũi tên nào, bấm vô đây thì nó hỏi mình cái gì đó, mình bấm save video lại, có nghĩa mình lưu cái video này lại, mình bấm lưu lại, nó nối lại nhau, bấm lại. Ok, và nó sẽ hỏi mình chọn cái định dạng nào. Mình á thì mình post lên YouTube mình phải cần phải thật là rõ, cho nên phải chọn cái định dạng cao nhất là cái mục cuối cùng là 4K nè, thấy chưa, bấm vô 4K. Rồi bắt đầu nó làm, nó sẽ ghép những cái video đó lại, bạn thấy chưa nè. Bây giờ mình sẽ chờ nó trong vòng khoảng cái này, nó làm khoảng từ 14 phút, nó làm khoảng chừng 5 phút nó mới xong đó. Bạn coi nó cái hành trắng nó đang chạy nè, khi mà nó ghép hết nó chạy hết cái hành này là bạn có một cái đoạn video dài hoàn chỉnh nha. Rồi đó là cái bước đầu tiên các bạn làm cái video, chờ mình chút xíu. Các bạn lưu ý khi mà ghép dùng cái phần mềm này ghép những cái video lại á, là các bạn đừng nên thoát nó ra nha, không nên tắt nó đi, không nên xài bất kỳ một cái chương trình nào khác, phải để cho nó chạy im như vậy nha. Khi các bạn thoát ra nó sẽ là mình phải làm lại từ đầu đó, tại vì nó đang chạy cái phần mềm này. Các bạn biết lúc mà tôi về Việt Nam tôi đem rất là nhiều dụng cụ để mà tôi quay, tôi đem cái gimbal, tôi đem cái GoPro, rồi rốt cuộc tôi không có xài cái nào hết trơn mà tôi xài đúng cái điện thoại không, tại vì nó quá là phiền và mất thời gian. Tại vì nếu tôi xài cái GoPro thì tôi phải lấy cái thẻ nhớ ra tôi gắn vô máy tính, rồi tôi convert nó, rồi tôi ghép nó, rồi này kia, nó rất là lâu các bạn, nên nó ra một cái video rất là lâu. Cho nên tôi đã bỏ dẹp không có xài mấy cái đó, mà tôi xài chỉ đúng cái điện thoại duy nhất mà tôi làm video cho bạn coi đó. Bạn thấy không, bây giờ nó đang ghép những video lại đó, nãy giờ cũng được khoảng 3 phút rồi. Bây giờ mình sẽ chờ tiếp, chừng nào nó hết thì thôi nha các bạn, nhớ đừng có thoát cái chương trình này ra, thoát ra nó sẽ mất đó. Các bạn biết không, các bạn làm YouTube đâu cần các bạn giỏi đâu, chỉ cần các bạn làm cái chủ đề nào đó mà nó hay, nó hấp dẫn thì người ta sẽ coi chắc chắn. Không cần phải giỏi, không cần phải quay phim cho đẹp, đầu tư máy móc cho xịn, hoặc là này kia. Các bạn nhớ, nhiều người làm YouTube rất là thành công khi người ta chỉ cần có những cái ý tưởng trong cái đầu mình đó, những cái ý tưởng thật là hay, thật là hấp dẫn để quay lên một cái clip nào đó mà lôi kéo được nhiều người coi là các bạn đã thành công rồi. Không cần các bạn phải chuyên môn, giỏi chuyên môn, phải học phần mềm này kia, học các thứ, không cần các bạn.
Ok, sau khi các bạn làm xong cái phần mềm đó thì các bạn chỉ vô một photo, các bạn tìm cái file của nó mà nó là 13 phút 53 giây nè, mình mới vừa làm xong nè các bạn thấy không? Các bạn đó. Đó, bây giờ các bạn bước tiếp theo các bạn sẽ vô cái mục YouTube vô đây và chọn ngay cái hình này nè các bạn. Nha, chọn vô đây. Ha, post cái chữ video rồi vô, bấm vô. Đó, bắt đầu bạn chọn ngay cái mục 13 phút 53 giây, bắt đầu nó sẽ chạy. Ha, đây. Nha. Bắt đầu bạn ghi tên vô, cái tên tựa đề vô. Ví dụ như ABCD gì đó. Ha. Rồi, bắt đầu bạn bấm upload là bắt đầu sẽ chạy. Nè, các bạn thấy không? Nó đang chạy nè. Đó, khi nó chạy xong thì cái bài này nó sẽ có trên YouTube liền. Ok, nó rất là đơn giản các bạn, cực kỳ đơn giản luôn. Đó, cho nên bữa nay mình chia sẻ cho các bạn biết cho những ai muốn làm. À, có thể nhanh gọn lẹ và đỡ mất thời gian cho mình nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đây là cái kênh của mình nè. Đấy. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Nhớ subscribe và theo dõi những cái kênh những bài tới kế tiếp của các bạn. Hẹn gặp lại. Đó, các bạn cứ chờ như vậy nè, nó chạy xong 100% là xong nha. Rất là dễ dàng.